hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay hiện bây giờ đó là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam nơi các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi và về mặt giá cả đó hôm nay cũng không có gì là đáng chú ý đâu các bạn nhưng mà chúng ta cũng có rất nhiều tin tức tôi muốn chia sẻ với các bạn cùng với là một số điều thường muốn tâm sự với các bạn chứ tôi bây giờ hãy bắt đầu đi tôi cũng đã như thường lệ đó sắp xếp những thông tin này một cách lo trước nhất có thể tại vì tin tức hôm nay đã cũng đại rác các bạn nhưng mà nó cũng mang cái tính chất quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào giá đó thì các bạn có thể nhìn thấy là giá của Bitcoin hiện bây giờ thì chúng chúng ta mức là 62.270 cũng không có khác biệt nhiều so với ngày hôm qua rồi các bạn trên căn bản khi các bạn zoom ra đó thì giờ chúng ta chuyển qua đến ngày đi. Chúng ta lại một lần nữa trở vào cái khung đi ngang mà chúng ta đã có trong khoảng thời gian là từ tháng 3 tới bây giờ các bạn ở cái mức là từ 60 tới 70 ngàn. Các bạn đã thấy chúng ta đã đi ngang trong cái phạm vi này đó cũng đã hai tháng trước khi chúng ta thấy giá của Bitcoin đột ngột giảm xuống tới cái mức là chỉ có 58 ngàn đô mà thôi. Lúc đó đó thị trường lại sôi động một lần nữa các bạn. Tuy là giá giảm nhiều bạn cũng không có được vui nhưng mà ngược lại đó, thì chúng ta thấy là cuối cùng thì giá cũng đã bắt đầu có một cái phản ứng. Ít ra giá giảm đó thì đối với một số bạn mà trung bình giá đó thì ở đây là tức tốt các bạn hay là những bạn mà chờ đợi để mua thì ít nhất giá giảm nó cũng cho nhiều bạn thêm một cái cơ hội nhưng mà không các bạn ngay sau đó chúng ta đã thấy giá lại đi ngược trở về cái mức là hiện bây giờ và chúng ta lại tiếp tục đi hàng ngang trong phạm vi này còn bao nhiêu lâu nữa thì không ai biết đâu các bạn trên căn bản đó chúng ta đã đi ngang trong cái phạm vi này đã cũng khoảng chừng là 3 tháng tính tới bây giờ rồi và chúng ta cũng đã từng thấy Bitcoin có thể đi ngang trong phạm vi có thể 5-6 tháng thậm chí là 8 tháng luôn các bạn điều là hoàn toàn có thể hết và các bạn cũng đã nghe thường chia sẻ nhiều rồi cái thời điểm mà nhiều bạn chán nản nhất không phải là lúc giá xuống các bạn giá lên thì đương nhiên là nhiều bạn sôi động rồi nhưng mà cái lúc mà nhiều bạn chán nản nhất chính là cái lúc mà giá đi ngang như thế này các bạn và thường có thể cảm nhận được cái năng lượng trên thị trường đó không có còn như là cách đây khoảng chừng là nửa năm các bạn bây giờ đó giá tuy đã cao hơn cái đây nửa năm rồi Chúng ta nghĩ tới đầu năm nay đó thì giá bịch khô chỉ đâu đó có 40.000 mà thôi Giá bây giờ đã cao hơn cái mức đầu năm là 50% các bạn để thường lặp lại, giá bây giờ đã cao hơn cái mức đầu năm 50%, nhưng mà cái sự sôi động bây giờ đã kém xa so với đầu năm các bạn. Đầu năm chúng ta thấy mọi người đều sôi động cho tới bắt đầu một năm mới. Chúng ta có nhiều tin tức chúng ta đang chờ đợi liên quan tới Bitcoin Spot ETF, liên quan tới Ether Spot ETF và nhiều thứ khác các bạn và Bitcoin Haven và chúng ta cũng nên thấy được là trước đó đã có một cái sự tăng trưởng liên tục nhiều tháng từ 20.000 lên tới 40.000. Bây giờ đã tuy giá đã cao nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là giá lại không có di chuyển nhiều nữa khiến cho nhiều bạn lại chán nản và chúng ta nhìn thấy được là giá của bitcoin ngày hôm nay không di chuyển nhiều thì tổng số vốn hóa cũng không thể được nhiều rồi các bạn tổng số vốn hóa thì cũng kể ngày hôm qua mà thôi là khoảng 2,4 nghìn tỷ còn về all coins thì tùy theo đồng các bạn chúng ta nhìn thấy được là có những đồng lớn như là chúng ta nói tới solana thì tăng khoảng chừng 5% chúng ta nói tới thân coin thì cũng tăng khoảng chừng là 4.4 thì nhìn vào all coin nói chung là chúng ta thì được là phần lớn là màu xanh ngày hôm nay chúng ta cũng có những màu đỏ trên màn hình nhưng mà phần lớn là màu xanh thì coi như cũng là một ngày tốt đối với OCOIN các bạn. Về mặt tin tức đó, thì chúng ta lại tiếp tục có những cái tin tức như là chính phủ Đức lại di chuyển thêm 282 BTC các bạn, nghĩa là khoảng 17 triệu đô la lên những sàn giao dịch các bạn có thể nhìn thấy được đây là cái thông tin đến từ Arkham Intel các bạn. Thì chúng ta nhìn thấy được là chính phủ Đức đã có những động thái di chuyển BTC các bạn và một số lượng đó đã di chuyển lên những cái sàn giao dịch như là Coinbase, như là Kraken, như là Bitstamp. Sau như đây là ba sàn mà họ thích sử dụng các bạn và khả năng đẩy lên trên sàn để mà bán rồi và các bạn thấy được là cái con số nó cũng không phải là nhiều. Giống như tôi nhìn thấy ngày hôm nay đó thì cái con số được di chuyển là 282 BTC là 17 triệu, 17 triệu đô la đó thì đương nhiên nhiều đối với rất nhiều người rồi nhưng mà đối với một chính phủ hay đối với lực bán trong vòng một ngày đây thì không nhiều rồi các bạn không thể nào ảnh hưởng đến giá được và tới bây Bây giờ chúng ta thấy được là họ di chuyển rất là điều đặn trong vòng một tuần qua thì khả năng là họ đang bán trung bình giá các bạn thường chỉ nghĩ là như vậy mà thôi tại vì các bạn thấy được là họ cứ bán nhưng mà số lượng nhỏ liên tục như vậy nhưng mà chúng ta thấy được họ có con số rất là lớn chúng ta nhìn thấy được là bây giờ họ vẫn còn là 2 tỷ 7 mà nếu như mà mỗi ngày họ chỉ di chuyển có 17 triệu thì không biết di chuyển tới khi nào luôn các bạn. Có thể là họ muốn bán từ từ như vậy để không làm ảnh hưởng đến giá tại vì họ trên căn bản đó à, cũng muốn bán được giá các bạn và đương nhiên họ cũng không dám bán hết. Tôi nghĩ là họ không dám chắc là giá Bitcoin từ đến cuối năm hay là năm sau còn tăng nữa hay là không. Cho nên có thể là họ áp dụng chiến lược trung bình giá ra. Cho đó là cái sự suy nghĩ của thuận mà thôi chứ còn chỉ có họ mới biết họ đang làm gì và nếu như mà họ bán từ từ như vậy đó thì tại sao các bạn có thể là họ cũng không phải giờ cần tiền đâu có thể là chỉ đơn giản là họ không muốn lưu trữ số lượng bitcoin này nữa họ muốn quy nó ra thành tiền chứ còn nếu như mà thật sự họ cần tiền đó, thì họ sẽ bán cái số lượng nhiều hơn các bạn và nếu như mà họ muốn bán một hai tỷ đó, thì hoàn toàn có thể họ chỉ cần liên hệ với những sàn như là Coinbase, OTC các bạn thì sàn Coinbase sẽ kết nối họ với lại người mua và họ có thể là bán số lượng lớn, nhưng mà họ không làm như vậy mà họ lại di chuyển lên những cái sàn spot như là Bitstamp, Kraken, Coinbase và bán từ từ thì khả năng đó là họ cũng không có cần gấp bây giờ, chỉ đơn giản là họ muốn giảm cái số lượng Bitcoin đang lưu trữ mà thôi vì một lý do nào đó. Nhưng mà nếu như chúng ta tiếp tục thấy những thông tin như thế này ra giống như là mỗi ngày mỗi 2 3 ngày họ di chuyển 17 triệu, 20 triệu, 30 triệu thì cũng không đáng lo đâu các bạn, nó không thể ảnh hưởng đến giá cả được. Về tình hình chứng khoán Hoa Kỳ đó thì các bạn thấy được hôm nay đã kết thúc là một màu xanh chúng ta nhìn thấy chỉ số Nasdaq kết thúc là tăng 0.84%, chỉ số Dow Jones kết thúc là tăng 0.4% và chỉ số S&P 500 nó kết thúc ở cái mức là hơn 5.500 điểm lần đầu tiên trong lịch sử các bạn. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta thấy chỉ số S&P 500 đóng lại cái mức là hơn 5.500 điểm. Ở trong ngày đó thì đã có lúc hơn con số này rồi nhưng mà đóng lại cuối ngày ra thì đây là cái lần đầu tiên cho các bạn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ ra vẫn đang rất là tốt và chúng ta nhìn thấy được là thị trường pre-market thì bây giờ thì không thay đổi nhiều Ngày mai đó chúng ta chờ đợi cái thông tin đến từ văn bản hợp của Fed Khi nào mà có tin tức thường như chia sẻ với các bạn Thì chúng ta chủ yếu muốn xem coi là những gì mà Chủ tịch John Powell chia sẻ ở trong cuộc họp báo cái t 3 tuần có giống như những gì mà được nói đến trong cuộc họp hay là không và chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó thì cũng như vậy các bạn ở mức là hơn 80 đô 82 đô 99 cent hiện bây giờ chúng ta vẫn sẽ luôn theo dõi cái chỉ số này tại vì nó liên quan đến phần trăm lạm phát còn về vàng đó thì chúng ta thấy là không thay đổi nhiều ở mức là 2.341 đô và về tin tức đó, thì chúng ta nhìn thấy được là có cái thông tin đến từ Fed ngày hôm nay tại vì chúng ta cũng đã biết là trong tuần này đó, họ tiếp tục có những cái buổi họp báo nhưng mà không phải ở Hoa Kỳ các bạn hình như là họ đang à, đi họp báo ở châu Âu tại vì các bạn thấy hôm nay đó, Chủ tịch John Powell đã phát biểu tại diễn đàn có sự tham gia của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu là Christine Lagarde và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Brazil đó chính là Roberto Campos Nato. và chúng ta nhìn thấy được là Chủ tịch John Powell đã bày tỏ sự hài lòng với tiến về lạm phát nhưng mà ông cho biết là ông muốn thấy thêm tiến triển trước khi mà đủ tự tin để mà bắt đầu cắt giảm lãi suất và ông nói là cái việc ông lo lắng là cắt giảm quá sớm có thể đe dọa đến tiến triển đẩy lùi lạm phát hiện bây giờ thì mới nghe qua đó các bạn sẽ nghe như là nói cũng như không nói nhưng mà thật ra đây là một trong những cái lời phát biểu rất là bồ câu các bạn rất là mềm mỏng tại vì các bạn đang thấy được là cái xu hướng bây giờ đó là ông chỉ muốn có lý do để mà cắt giảm lãi suất mà thôi không còn ai nói đến việc tăng lãi suất hết ở Fed các bạn. Hầu như chúng ta thấy được là tất cả mọi người đều hướng về là khi nào các giảm lãi suất mà thôi. Và bây giờ đó cho đến uh, cuối năm chúng ta vẫn còn thời gian nếu như mà chúng ta muốn thấy có hai đợt cắt giảm lãi suất. Đương nhiên bây giờ đó thì phần lớn những qua chức của Fed nghĩ là chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất mà thôi. Và tất cả đó thì đều phụ thuộc vào hai thông tin chính các bạn. Thứ nhất đó chính là thông tin liên quan đến phần trăm lạm phát và thứ hai đó chính là liên quan đến phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ chúng ta sẽ có thông tin liên quan đến phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ vào cuối tuần này các bạn ngày thứ Sáu. Còn về phần trăm lạm phát đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái thông tin kế tiếp sẽ được chia sẻ đó chính là vào ngày 11 tháng 7 các bạn. Hôm nay đó ở Hoa Kỳ là ngày 2 tháng 7 nghĩa là còn khoảng 9 ngày nữa chúng ta sẽ có cái chỉ số CPI của tháng này và chúng ta có thể nhìn thấy được là phần trăm lạm phát tính chung đó thì bây giờ mức là 3.3%, còn chúng ta tính core CPI đã không tính lương thực và năng lượng thì ở mức là 3.4% coi như cũng có tiến triển tốt trong vòng 2 tháng qua rồi các bạn. Chúng ta phải chờ thêm một tháng nữa như thường đã chia sẻ trước đây. Chúng ta đã có 3 tháng đó, không biết tại sao mà cái phần trăm lạm phát lại tăng ngược trở lên các bạn. Rồi chúng ta bây giờ đã có 2 tháng phần trăm lạm phát đã giảm ngược trở xuống. Nếu như chúng ta muốn thấy Fed các giảm lãi suất đó chúng ta cần thêm một tháng nữa có phần trăm lạm phát tiếp tục suy giảm các bạn để chúng ta thấy được là có 3 tháng tăng nhưng mà giờ lại có 3 tháng giảm thì đây là dấu hiệu là cái xu hướng Phần trăm đạm phát giảm đã trở lại rồi. Thì có thể là lúc đó chủ địch John Powell sẽ tự tin hơn các bạn. À, thì nói chung đó, năm nay là năm bầu cử tổng thống chúng ta có khả năng để mà thấy fed các giảm lãi xuất hay là không hay là những năm bầu cử tổng thống như thế này thì uh, fed thường không làm gì hết các bạn tại vì uh, có rất là nhiều cái áp lực liên quan đến chính trị tăng cũng không được mà giảm cũng không xong thì cũng không hẳn đâu để thường chia sẻ một số những thông tin một lát nữa với các bạn nhưng mà đây là cái lời phát biểu của chủ tịch john Powell đối với thuận đó thì uh, rất là bầu câu của bạn rất là tốt và đây cũng có thể là lý do tại sao mà chúng ta nhìn thấy được là chứng khoán hoa kỳ hôm nay là một màu xanh còn crypto đó chúng ta cũng đã nói rồi rồi các bạn về altcoin đó thì phần lớn cũng tốt ngày hôm nay về btc đó thì không thay đổi nhiều so với ngày hôm qua nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là trên trang web chính thức của bộ thông tin lao động các bạn đây là cái trang web mà các bạn có thể tìm thấy cái phần trăm lạm phát đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là bên dưới đó thì họ có một cái máy tính cái máy tính này là các bạn có thể để vào một con số tiền các bạn muốn và các bạn có thể lựa chọn bất cứ tháng nào và năm nào để xem coi là từ cái thời điểm đó tới bây giờ thì cái số tiền đó bị ảnh hưởng bởi lạm phát như thế nào và thường cũng đã chia sẻ kết quả trên những mạng so với các bạn thì chúng ta có thể hiểu như thế này cái máy tính này đó là sử dụng cái con số phần trăm lạm phát CPI được chia sẻ chính thức từ bộ thông tin lao động các bạn và ai cũng hiểu phần trăm lạm phát thật á, thì cao hơn con số được thông báo rất là nhiều khi mà chúng ta vừa nói đến là cái phần trăm lạm phát ở Hoa Kỳ trong vòng 12 tháng qua một năm qua là 3.3 phần trăm đương nhiên đó, cái này không phải là chính xác là các bạn khi các bạn đi mua nhà các bạn đi mua xe các bạn đi mua đồ ăn thức uống các bạn đi chợ các bạn sẽ thấy được là những mặt hàng đó thì tăng chóng mặt luôn có thể nói được là trong vòng mấy năm qua đó là có thể tính theo hàng trăm phần trăm các bạn cho nhiều mặt hàng cho nên cái phần trăm được công bố đó là cái phần trăm đó là cái phần trăm rất là thấp các bạn họ lấy những mặt hàng mà đã có tính toán cái phần trăm tăng trưởng như mong muốn rồi sau đó họ mới tính toán cái chỉ số CPI nhưng mà cái chúng ta quan sát nó không phải là cái phần trăm đó là bao nhiêu các bạn thấy được là mỗi tháng chúng ta có chỉ số phần trăm lạm phát CPI cái chúng ta xem xét đó chính là cái xu hướng phần trăm lạm phát tăng hay là giảm các bạn và đương nhiên những cái mặt hàng mà được lựa chọn để mà tính chỉ số CPI đều có tính toán hết và có chủ đích hết các bạn thì lý do tại sao mà họ làm như vậy thì có rất nhiều lý do chúng ta cũng sẽ không nói nhiều trong video này nhưng mà các bạn nên hiểu là phần trăm lạm phát đó không phải để cho chúng ta xem coi coi là chúng ta sẽ thấy được là thị trường thâm hay là đâm rồi các bạn nó còn có nhiều ý nghĩa nữa nó dính liền với rất nhiều thứ giống như liên quan tới tiền hưu tiền già các bạn liên quan tới lương của những nhân viên của chính phủ hay là lương của lính các bạn các bạn có thể nghĩ như thế này những cái đó đó nó sẽ liên kết trực tiếp với phần trăm lạm phát giống như các bạn về hưu hoa kỳ thì các bạn sẽ lãnh cái tiền hưu tiền hưu đó nó thì sẽ tăng hàng năm dựa theo phần trăm lạm phát. Nếu như mà có cái phần trăm lạm phát rất là cao đó thì cũng đồng nghĩa là cái lương hưu đó cũng phải tăng theo cái phần trăm cao hơn các bạn Lương của lính, lương của những nhân viên ở chính phủ Đó cũng có thể phải tăng theo cái phần trăm đó Cho nên có lý do để để cho cái phần trăm lạm phát Ở cái mức thấp nhất có thể các bạn Đó là cái suy nghĩ cá nhân của thùng mà thôi Chứ còn nếu nói sâu xa hơn nữa, Chúng ta sẽ dễ dàng đi và có dụng gọi là thước âm mưu các bạn Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy trở lại với lại cái máy tính ở trên trang web của Bộ Thông tin Lao động này các bạn thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái máy tính này đã sẽ sử dụng cái phần trăm lạm phát chính thức được công bố hàng năm. Nó thấp hơn nhiều so với phần trăm lạm phát thật. Nhưng mà ngay cả khi mà các bạn dùng con số chính thức đó, các bạn sẽ thấy được một cái sự thật rất là kinh ngạc. Các bạn có thể được trên màn hình 80.000 đô. Nếu như mà các bạn nghĩ đến 80.000 đô cách đây 5 năm các bạn, tháng 1 năm 2019 cho đến bây giờ đó thì 80.000 đô đó đã là 99.818 đô rồi. Thì nghĩa là gì các bạn? Nghĩa là nếu như mà nói một vật gì đó đáng giá là 80.000 đô năm 2019, giả sử như là một chiếc xe đi thì hiện bây giờ đó vật đó đã mất 100.000 đô rồi các bạn. Nói cách khác, nếu như mà lương của bạn hiện bây giờ là 100.000 đô một năm thì chỉ tương đương với một ai đó ở mức lương là 80.000 đô cách đây 5 năm mà thôi. Và nếu như mà lương của bạn cách đây 5 năm là 80.000 đô đó mà hiện giờ lương của bạn không tới 100.000 có thể là lương của bạn bây giờ là 95.000 đô thì các bạn thấy được là ồ oh, cũng không thành vấn đề. Tại vì 5 năm qua mỗi năm đều được tăng lương tăng khoảng chừng là vài phần trăm vài phần trăm thì bây giờ lương của mình đã là 95.000 rồi thì đã tốt hơn so với cách đây 5 năm là 80.000. Nhưng mà thật sự và bạn đang làm ít tiền hơn chứ không phải nhiều tiền hơn tại vì phần trăm lạm phát đó đã đẩy cái 80.000 đô này lên tới 100.000 rồi các bạn đây là điều cốt lõi mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây và các bạn thấy được chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều thứ xung quanh chúng ta đó tăng cao hơn cái mức này rất là nhiều các bạn thấy được là từ 80.000 thành 100.000 nghĩa là tăng 25% các bạn 20.000 chia cho 80.000 theo nghĩa là tăng 25% trong vòng 5 năm qua và cái này để thuận lấy cái mức 80.000 thì nó coi như cũng là một cái mức lương cũng thuộc dạng trung bình ở Cali này các bạn. Chúng ta có thể lấy những cái mặt hàng mà có cái giá đắt hơn như là căn nhà đi. Thì như bạn có đã biết là Thuận dọn tới quận Cam năm 2019. Lúc đó là Thuận mua căn nhà đầu tiên các bạn. Thực ra Thuận dọn tới năm 2018. Nhưng mà lúc đó Thuận chưa có mua nhà. Tại vì Thuận đang bán căn nhà ở cái khu cũ của Thuận là Thousand Oaks. Thì sau đó đó Thuận cũng đã tìm được một căn khác ở quận Cam để mà mua vào năm 2019. Và quận Cam bây giờ đó, thì như bạn đã biết là Thuận có hai căn nhà. Một căn mà thường cho mướn một căn thường đang ở thì cái mà thường đang nói đến thì chính là cái căn mà thường đang cho mướn hiện bây giờ thì lúc đó đó năm 2019 hè năm đó thường mua căn nhà đó là 615.000 đô các bạn lúc đó coi như một căn nhà trung bình 615.000 đô tính tới bây giờ đó căn nhà đó trong vòng 5 năm các bạn trong vòng 5 năm căn nhà đó bây giờ đã là 950.000 đô rồi Có nghĩa là căn nhà đó đã tăng tổng cộng là hơn 50% các bạn 300 mấy ngàn đô trong vòng 5 năm thì các bạn nghĩ làm sao một người bình thường ở cali này có thể để dành 300 mấy ngàn đô trong vòng 5 năm được các bạn Trong khi mức lương trung bình đâu có là bao nhiêu đâu Thì các bạn có thể thấy được là lạm phát Nó bào mòn cái lực mua các bạn như thế nào Chúng ta thường hay nói tới là đầu tư vào crypto để các bạn chia hai chia ba Nhưng mà các bạn thấy là các bạn không làm gì hết Các bạn lưu trữ tiền mặt Thì tiền mặt các bạn cũng đã mất giá gấp đôi rồi các bạn Trong vòng chỉ có 5 năm mà thôi Cho nên chúng ta cần phải đầu tư Là vì lý do đó các bạn và chúng ta đang nói tới là đồng đô la mất giá. Các bạn cứ nghĩ đi, giống như chúng ta nói tới đồng yên Nhật Bản đi. Thì đồng yên Nhật Bản mất giá so với đồng đô la. Các bạn nhìn thấy trên màn hình đó. Thì trong vòng 5 năm qua, kể từ năm 2021 đó, thì đồng yên Nhật Bản liên tục mất giá so với đồng đô la mức tổng cộng là 33% trong vòng 5 năm qua. Trong khi mà trong vòng 5 năm qua đó, đồng đô la có thể mất phân nửa giá rồi các bạn. Thì các bạn cứ nghĩ là cái lực mua của đồng yên giảm kinh khủng như thế nào và đương nhiên không phải chỉ riêng Nhật Bản chúng ta nhìn thấy được là ở Trung Quốc cũng như vậy chúng ta nhìn thấy được đây là cái đồng nhân dân tệ các bạn CNY của Trung Quốc trong vòng 10 năm qua thì như thế nào chúng ta nhìn thấy được là cái trend 10 năm qua vẫn là cái trend đi xuống các bạn ngày thì đồng nhân dân tệ càng mất giá so với lại đồng đô la và đồng đô la đã mất giá rồi thì các bạn có thể nghĩ là cái sự mất giá của nhiều đồng như thế nào thì các bạn có thể hiểu tại sao mà nhiều người họ lại tìm đến những cái giống như là crypto hay là bất cứ một cái tài sản nào để có thể bảo vệ họ và đó là lý do tại sao mà về dài hạn đó miễn là đó là tài sản mà có nhiều người có lòng tin như là bitcoin như là bất động sản thì các bạn sẽ thấy được là những tài sản nó sẽ tăng giá hay là chúng ta nói tới chứng khoán Hoa Kỳ thì đây là những cái lý do tại sao đó các bạn và nói tới lạm phát đó thì khu vực Euro đã giảm về 2.5% rồi các bạn từ 2.6 của tháng trước đó core lạm phát đó nghĩa là không tính năng lượng và thực phẩm, rượu và thuốc lá đó tại vì các bạn thấy được là châu Âu thì khác với lại ở Hoa Kỳ các bạn. Ở Hoa Kỳ đó họ chỉ không tính năng lượng và thực phẩm mà thôi. Nhưng mà ở châu Âu và ở nước Anh đó, thì các bạn thấy được là họ sẽ không tính rượu và thuốc lá luôn. Và các bạn nhìn thấy được là khu vực châu Âu đó thì phần trăm lạm phát core đã giữ nguyên ở chỗ là 2.9%, Nói chung đã dưới 3.0% rồi các bạn. Thì đã thấp hơn Hoa Kỳ và các bạn cũng đang thấy là ở châu Âu thì ngân hàng trung ương châu Âu ECB cũng đã quyết định đại giảm lãi suất lần đầu tiên rồi và khả năng nó sẽ còn nhiều đợt giảm nữa trong tương lai các bạn tại vì các bạn đã nghe cái bài phát biểu ngày hôm qua đến từ chủ tịch Christine Lagarde của ECB các bạn là hiện bây giờ đó cái mà bà lo lắng không phải là lạm phát nữa mà cái mà bà lo lắng đó chính là suy thoái tài chính ở châu Âu Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới bầu cử tổng thống đi các bạn. Thì bây giờ đã có nhiều thông tin rò rỉ đó là nếu như mà châm đắc cử lần này thì ai sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch SEC. Các bạn thấy được là chủ tịch SEC là một cái chức vụ quan trọng đối với cái sự phát triển của crypto ở Hoa Kỳ. Đương nhiên các bạn thấy được là có SEC hay không nó crypto vẫn sẽ phát triển. Nhưng mà chúng ta đang nói tới là tốc độ phát triển như thế nào Tại vì các bạn thấy được là trong vòng mấy năm qua đó Cho chúng ta đã có một cái quỹ ban quản lý chứng Hoa Kỳ Không có thiện cảm với crypto Đang áp 4 năm qua chúng ta vẫn tiếp tục thấy là giá crypto tiếp tục tăng trưởng Chúng ta vẫn thấy là chúng ta có nhiều sự tiến triển Như là chúng ta đã có Bitcoin spot ETF Nhưng mà tất cả đó thì các bạn thấy là cần tiền Và cần có sự tranh đấu Nếu chúng ta có một cái SEC thân thiện hơn Thì chúng ta có thể tiến xa hơn nữa Cho nên ai là chủ tịch thì cũng quan trọng nhất là ở trong thời điểm ngắn hạn các bạn và chúng ta cũng đã biết là nếu như mà Trump đắc cử đó thì chủ tịch Jay Gasser khả năng cao là sẽ từ chức các bạn tại vì ở lại cũng không còn ý nghĩa gì hết tại vì cái mà ông muốn đó chính là quyền lực mà nếu như mà Trump đắc cử đó thì ông cũng sẽ không có quyền lực nào đâu các bạn Thì chúng ta cũng đang thấy là có nhiều tên được nói đến giống như là Giancarlo Là một trong những người mà chúng ta cũng đã biết tới với cái danh hiệu là Crypto Dad các bạn Ba Crypto giống như chúng ta đã nói tới Hester Pierce, quỹ viên của SEC đó là mẹ Crypto Thì các bạn thấy được là hai người này hai người mà rất là ủng hộ Crypto Thì trước đây đó Giancarlo là chủ tịch của CFTC, ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ rồi sau đó ông đã từ chức và đi làm cho một công ty khác các bạn, ông đã mở công ty lực riêng thường nhớ là như vậy thì có khả năng là ông sẽ được bổ nhiệm các bạn hay là chúng ta đang thấy trên màn hình đó, một trong những tên tuổi khác được nói tới rất nhiều đó chính là Dan Gallagher các bạn thì Dan Gallagher hiện là luật sư trưởng của sàn Robinhood các bạn và là cựu ủy viên SEC dưới thời của Obama thì các bạn đã biết là đối với robin hood thì đây là một công ty mà họ rất là quan tâm và chuyển hướng tới ủng hộ giao dịch crypto nhiều hơn tại vì mang lại nhiều lợi nhuận hơn các bạn thì chúng ta không có rõ là dan galaher thì cái quan điểm của ông chính thức như thế nào nhưng mà nếu như ông đang là luật sư trưởng của robin hood và robin hood ủng hộ crypto khả năng ông là một người một crypto các bạn đây là những cái mà được nói tới bây giờ đương nhiên có một cái chữ nếu rất là lớn ở đây là nếu như mà trump đắc cử các bạn và các bạn thấy được là có rất nhiều công ty hiện bây giờ đó họ đang cá cược là trump sẽ đắc cử lần này ngay cả chúng ta nhìn thấy được là công ty vanex thì chúng ta có matthew siegel đây là người đứng đầu bộ phận crypto ở công ty vanex và các bạn đã nhớ là họ là công ty đầu tiên đại đơn để có solana spot etf sau đó chúng ta có công ty khác cũng theo gót chân của họ nhưng họ là công ty đầu tiên thì các bạn thấy được là Matthew Siegel đã xác nhận lý do tại sao mà công ty VanEck để đơn để có Solana ETF vì họ nghĩ là Trump sẽ thắng các bạn. Nếu như Biden thắng thì khả năng Solana ETF được duyệt gần như bằng không tại vì SEC sẽ có rất nhiều lý do để mà từ chối các bạn. Không giống như là chúng ta nói tới Bitcoin spot ETF hay là Ether spot ETF. Solana ETF đó không có hợp đồng futures được giao dịch trên ETF hiện bây giờ các bạn. À thứ nhì nữa là chúng ta nên biết là những cái như là Bitcoin và Ether đó thì đã có những cái hợp đồng để mà chia sẻ thông tin như những cái sàn giao dịch như là Coinbase với lại à, sàn chứng khoán các bạn nhưng mà đối với Solana này thì vẫn chưa có những hợp đồng đó. Cho nên nói chung đó nếu như mà Trump không có thể đắc cử được thì khả năng được duyệt đó là gần như bằng không hiện bây giờ. Nhưng mà Matthew Seale lại nói là ông tin là Trump sẽ đắc cử cho nên công ty Vanek mới để đơn để có Solana ETF. Và chúng ta hãy nhìn vào cái thống kê, các bạn thống kê này ra là đến từ Market Đây là nơi mà các bạn có thể cá cược xem coi là ai sẽ đắc cử tổng thống năm nay các bạn. Và chúng ta nhìn thấy được bây giờ đã 65% là nghiêng về Donald Trump các bạn. Các bạn có thể thấy được là các bạn có thể bỏ ra 65 sen và các bạn sẽ thắng được là 36 sen. Các bạn nhìn thấy được là bây giờ phần lớn là nhiên về Donald Trump. Joe Biden các bạn nhìn thấy được bây giờ chỉ còn có 17% mà thôi. Các bạn thấy được là các bạn có thể cá cược là 17 sen và thắng tới 84 sen. Còn Kamala Harris thì bây giờ đang mức là 10% các bạn. Có nghĩa là cũng có nhiều người tin là nếu như mà Joe Biden phải rút lui đó thì Kamala Harris phó tổng thống hiện bây giờ sẽ là người đứng lên để mà làm đại diện cho đảng để mà ra ứng cử đối đầu với Donald Trump và còn nhiều người khác trong cái nhóm này và chúng ta nhìn thấy bên dưới này là chúng ta có những người như là Michelle Obama thì có 3% mà thôi các bạn đó chính là vợ của cựu tổng thống Obama và chúng ta có Gavin Newsom là thống đốc của Cali thì cũng có 3% và đáng tiếc người mà chúng ta thấy là có thiện cảm nhất đối với crypto đó chính là Robert F. Kennedy thì chỉ có 2% chiến thắng mà thôi. Bây giờ đó thì mọi thứ đều đang nghiêng về Donald Trump hiện tại các bạn. Và chúng ta cũng thấy là hôm nay đó cũng có rất nhiều tên tuổi lớn đã tiếp tục kêu gọi là tổng thống biden hãy rút lui đi nhưng mà tới bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe thông báo gì chính thức hết các bạn những gì chúng ta nhận được cuối tuần qua đó là người nhà của Tổng thống Biden thì khuyến khích ông nên tiếp tục các bạn nhưng mà những người ủng hộ, những người mà quyên góp tiền hay là những cái nghị sĩ, những cái dân biểu đó thì lại kêu ông nên rút lui. Chúng ta sẽ biết sự thật sớm thôi các bạn, tại vì bây giờ đã là tháng 7 rồi và bầu cử là tháng 11 không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như mà họ thật sự muốn đổi người thì bây giờ phải đổi các bạn càng sớm càng tốt cho nên thường nghĩ chúng ta sẽ sớm biết mà thôi. Và chúng ta cũng thấy được là ở trên Polymarket Cái trang web thường vừa chia sẻ với các bạn Thì hiện bây giờ cái khả năng cá cược là Biden sẽ rút lui Đã tăng lên 47% các bạn Tăng 154% so với cách đây chỉ có vài tuần thôi Bây giờ đã gần như phân nửa đang nghĩ là Biden sẽ rút lui các bạn và đương nhiên chúng ta quan tâm đến bầu cử tổng thống tại vì nó ảnh hưởng đến dòng tiền ảnh hưởng đến rất nhiều thứ các bạn và đương nhiên ảnh hưởng đến thị trường tài chính và ảnh hưởng đến crypto thì uh, chúng ta bây giờ hãy nghĩ đến là năm bầu cử tổng thống thường uh, thì thị trường sẽ như thế nào chúng ta cũng đừng quá quan tâm đến là ai ra ứng cử và ai có phần thẳng cao hơn. Chúng ta bây giờ hãy nghĩ đơn giản hơn là những năm bầu cử đó thị trường như thế nào và Fed đó, có động thái gì hay là không. Tại vì có nhiều cái tin đồn bây giờ là Fed sẽ không làm gì hết. Tại vì các bạn thấy được là đối với lại chủ tịch John Powell thì nếu như ông thông minh đó, ông sẽ không làm gì hết để ngồi xem tình hình như thế nào. Nếu vậy đó thì có phải sẽ không có kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suốt năm nay thì câu trả lời là không đâu các bạn các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đây là thống kê những năm bầu cử kể từ năm 1956 tới năm 2020 thì các bạn nhìn thấy được là ở bên trái đó là những cái lúc mà Fed cắt giảm lãi suất và bên tay phải là những năm mà Fed tăng lãi suất trong cái năm mà có bầu cử chúng ta nhìn thấy được là Fed thường xuyên có nhiều động thái trong khoảng thời gian này các bạn chứ không phải là khi bầu cử thì Fed không làm gì hết rất rõ ràng chúng ta nhìn thấy được là giống như năm 1980 đi lúc đó có bầu cử thì Fed vẫn tăng lãi suất là 4% hay là năm 2008 lúc đó có bầu cử thì chúng ta vẫn thấy được là trong năm đó Fed cắt giảm lãi suất 4% cái mà chúng ta nên quan tâm đến là lý do tại sao mà Fed lại cắt giảm hay là tăng lãi suất năm 2008 thì rất rõ ràng rồi các bạn tại vì đó chính là khủng hoảng tài chính cho nên Fed các giảm lãi suất để có thể là kích thích nền kinh tế trở lại. Cho nên Fed có các giảm hay là không thì tôi nghĩ là nó liên quan nhiều hơn về tình hình như thế nào và họ có tự tin để mà cắt giảm hay là không đối với thuận đó thì fed lúc nào cũng muốn cắt giảm lãi suất hết các bạn tại vì họ biết là chúng ta đã nói tới rất nhiều về việc là những cái công ty đó đã quen với nợ rẻ rồi các bạn khi mà lãi suất tăng cao như thế này đó, thì những công ty họ không bay mượn được và họ không phát triển được và thậm chí những công ty như là thay ma các bạn họ đã sống nhờ những cái lãi suất ở cái mức giá thấp rồi bây giờ lãi suất ở mức cao họ không đáo hạn nợ được họ sẽ bị phá sản cho nên trên căn bản Fed lúc nào cũng muốn các chạm lãi suất hết, họ chỉ lo lắng là các chạm lãi suất lại dẫn đến lạm phát tăng cao, lại dẫn đến họ lại phải tăng lãi suất ngược trở lại các bạn. Không có gì khiến cho thị trường bất ổn hơn là cái xu hướng lãi suất không rõ ràng. Cho nên lúc nào cũng như vậy, Fed muốn là một là cái xu hướng tăng và khi mà tăng xong rồi đó thì họ chỉ muốn có xu hướng giảm mà thôi, chứ họ không bao giờ thích À, vừa tăng vừa giảm hết các bạn làm gì sẽ khiến cái thị trường rất là náo động cho nên chúng ta mới thấy được là chủ tịch chọn pha bây giờ đó rất là khó để mà đưa ra quyết định tại vì trên căn bản đó lạm phát bây giờ vẫn còn cao các bạn nhưng mà ngược lại đó tình hình kinh tế đã bắt đầu có nhiều dấu hiệu không được ổn rồi như là thường đã chia sẻ đầu video chúng ta sẽ biết trong vòng 9 ngày nữa xem coi là cái phần trăm lạm phát tháng này như thế nào Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói tới những năm bầu cử tổng thống đó thì thị trường chứng khoán sẽ như thế nào các bạn? Chúng ta sẽ nhìn vào thị trường chứng khoán tại vì nó có lâu đời hơn các bạn. Chúng ta không có nhiều lịch sử liên quan đến bầu cử tổng thống và crypto đâu. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được một điều là nếu như các bạn nhìn vào chỉ số S&P 500 đó, tính từ năm... 1928 tới năm 2023, những năm có bầu cử tổng thống đó thì phần trăm tăng trưởng trung bình là 7.5% so với những năm không có bầu cử đó thì trung bình là 8%. Điều này có nghĩa là cả hai không có khác biệt gì nhiều đâu các bạn. Đương nhiên chúng ta đang nói tới là trung bình thì sẽ có năm cao hơn, có năm thấp hơn và thậm chí có năm đó, chúng ta nhìn thấy được là cũng sẽ có cái phần trăm lỗ chứ không phải là lời nhưng mà trung bình là như vậy. Cái mà thường nói tới đó là trên màn hình các bạn chúng ta nhìn thấy được là ở bên tay trái đó là election year. Có nghĩa là chúng ta thấy những năm mà có bầu cử từ năm 1928 cho đến bây giờ thì trung bình những năm bầu cử đó thì chỉ số S&P 500 có lợi nhuận trung bình là 7.5 những năm không bầu cử là 8.0 các bạn thì hai cái này nó cũng gần như tương đương với nhau chứ không có sự khác biệt quá nhiều điều mà thuận cảm thấy quan trọng hơn đó là xu hướng giá các bạn khi mà so sánh những năm bầu cử như năm 2016 và năm 2020 thì chỉ số S&P 500 thường sẽ dao động 12 tháng trước bầu cử và bắt đầu tăng khoảng chừng là 3 tháng trước khi bầu cử và sẽ tiếp tục tăng sau bầu cử. Chúng ta cũng có những ngoại lệ như là năm 2008 và năm 2000. Khả năng cao là do những cái như là khủng hoảng tài chính nhưng mà ngay cả năm 2008 đó, thì chỉ số S&P 500 vẫn bắt đầu tăng 3 tháng sau khi bầu cử. Cái mình thường đang nói tới là, là chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này các bạn. Biểu đồ này á, là một cái biểu đồ mà có nhiều màu thì mỗi một màu là đại diện cho một cái đợt bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là trước khi bầu cử đó cho dù năm nào đi nữa chúng ta cũng thấy có rất là nhiều những cái sự dao động tại vì chúng ta cũng đã biết là trước khi có bầu cử đó thì mọi người không biết ai sẽ đắc cử cho nên mọi người sẽ có cái suy nghĩ về tương lai thị trường như thế nào lỡ như mà người này đắc cử thì người kia đắc cử cho nên sẽ có những cái sự dao động nhưng mà chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng là 3 tháng trước khi mà có bầu cử thì thường đó là chúng ta thấy là chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ lại có cái sự tăng trưởng chứ không phải là giảm các bạn chúng ta chỉ có những ngoại lệ như là năm 2000 và năm 2008. Hai năm này là hai năm mà chúng ta có khủng hoảng tài chính các bạn. Nhưng mà ngay cái năm 2008 thì sau khi mà chúng ta có bầu cử xong rồi đó thì ba tháng sau đó chúng ta nhìn thấy cái đường màu cam này vẫn tăng trưởng. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là thị trường chứng khoán đó nhìn chung thì thường nó sẽ bắt đầu có có sự tăng trưởng 3 tháng trước khi mà có bầu cử và tiếp tục tăng trưởng một năm sau khi mà có bầu cử các bạn thì tại sao lại như vậy thì cũng đơn giản thôi các bạn tôi nghĩ đó là cho dù ai là tổng thống đi nữa đảng nào chiếm ưu thế quốc hội thì một chính quyền mới có nhiều hứa hẹn mới và hứa hẹn nào đó cũng cần tiền và tăng chi tiêu thì lại dẫn tới in tiền các bạn cho nên về dài hạn, chỉ số S&P 500 luôn tăng cho dù ai làm tổng thống, đã nào nắm quyền, phép tăng hay là giảm lãi suất thì cũng chỉ những cái yếu tố ngắn hạn mà thôi. Để được cho các bạn thấy được là ở bên trên này chúng ta nhìn thấy à, đây là cái chỉ số S&P 500 theo thời gian các bạn. Các bạn đầu tư vào chỉ số S&P 500 một ngàn đô thì các bạn nhìn thấy được là cho dù là ai là tổng thống đi nữa, đảng nào đi nữa, có xanh có đỏ các bạn nhìn thấy được là trong khoảng thời gian này cũng có những lúc phát tăng hay giảm lãi suất nhưng mà về dài hạn chúng ta vẫn thấy được chỉ số S&P 500 tăng theo thời gian các bạn tại vì đây là một trong những công cụ mà người dân Hoa Kỳ dùng để mà chống lại lạm phát các bạn Lúc nào cũng như vậy, mọi người đều sẽ đi tìm kiếm thêm những cái tài sản có thể giúp họ chống lại lạm phát cho nên chúng ta mới thấy được là năm nào chúng ta cũng nghe những cái mảng đầu tư mới xuất hiện giống như chúng ta thấy được là gần đây à, thì có những mảng đầu tư như là người thường nó họ thích gom tiền lại và đi mua những cái giống như là bức tranh đắt tiền tại vì các bạn thấy được là tranh ảnh đắt tiền thì cũng tăng giá theo thời gian đương nhiên chúng ta nói tới vàng, bất động sản và đương nhiên chúng ta bây giờ có bitcoin các bạn cho nên thuận tin tưởng là về dài hạn đó bất cứ cái gì mà người ta nghĩ là có giá trị thì sẽ tăng theo thời gian các bạn tại vì rất rõ ràng là tiền mất giá theo thời gian và và những cái yếu tố chúng ta nói tới đó thì chỉ mang tính chất ngắn hạn mà thôi. Nó chỉ ảnh hưởng đến crypto về cái phương diện là cái sự chấp thuận nó sẽ nhanh hay là chậm. Chứ còn về dài hạn, chúng ta nhìn thấy được là cho dù tình hình như thế nào đây nữa, 15 năm qua chúng ta có chính phủ đảng này, chính phủ đảng kia chúng ta có lãi suất thấp, lãi suất cao thì giá cả Bitcoin như thế nào các bạn vẫn đi theo chu kỳ của Bitcoin vẫn có cái lối đi riêng tại vì cái quan trọng nhất dài hạn đó chính là cung và cầu chứ không phải những cái thông tin như thế này và chúng ta cũng thấy được là không phải chỉ riêng crypto đâu, tỷ phú Mike Novogratz đã nói là cho dù ai là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ thì ông tin là crypto vẫn sẽ tiếp tục tiến tới. Và để thường cho các bạn xem cái clip ngắn này rồi chúng ta sẽ tiếp tục nói thêm. As a guy in the crypto business, one of the things that's been fascinating is to see former President Trump come out quite publicly as an advocate for crypto, crypto regulation uh, and all sorts of things, even in the past couple months. Has that Switch Switch with your the, view get of get him? with the program I, though, not, you, get with it, the it, program businessman your uh, businessman business oh just let's, yeah. Mike. Like I'm, not, I'm not a single issue voter uh, and I do oh, fundamentally I believe enough. crypto should be bipartisan and needs to be bipartisan we can't have one party that likes us and the other party that doesn't and I would tell you that most Democrats outside of Elizabeth Warren and a small group of people uh, are pretty pro innovation and pro crypto. And so it's been unbelievably frustrating. That said, that's all shifting, and you can just, listen. No matter who wins the next election, we're going to get positive crypto legislation. I know that. When you look at where things stand right now uh, with Bitcoin, with Bitcoin ETFs, uh, we've shown now a video of, of Peter Thiel, who is an outspoken bull on Bitcoin uh, for quite some time. Last week, when I spoke to him in Aspen, uh, he suggested maybe this is sort of a range of where things are now of course he got in a lot earlier but, but i'm curious your reaction to that listen i think i said this last time i was on your show i think we were going to be in a 55-73 range until we got some new news it takes a while for things to digest it was a huge move up but until the government actually stops spending like drunken sailors and you know i've never seen donald trump want to balance a budget uh, you know, he, he 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 grew government spending just as widely as Joe Biden. I mean, these have been the two worst presidents in terms of increasing debt in the history of our country. And we still have populism on both sides. Until that changes, Bitcoin as a core holding uh, makes all the sense in the world to me. <laughs> Tổng thống là một người mà thôi các bạn trên căn bản quan trọng hơn đó là quốc hội như thế nào Và trên căn bản bây giờ quốc hội đó chỉ có một nhóm người nhỏ mà thôi như là thượng nghị sĩ Warren Và một số nhóm nhỏ thì bây giờ họ đang chống đối crypto mà thôi các bạn Còn phần còn lại đó thì điều đã bắt đầu có cái sự thiện cảm với lại crypto rồi và thêm vào đó nữa chúng ta nhìn thấy là cả hai tổng thống khi mà trump còn là tổng thống hay là biden thì bây giờ thì điều chi tiêu rất là nhiều và các bạn đã thấy được là cho tới bây giờ cả hai người không có một ai nói đến cái việc là sẽ cân bằng ngân sách hết đều sẽ chi tiêu chi tiêu và chi tiêu tiếp tục quan trọng là chi tiêu về cái vấn đề gì mà thôi các bạn chứ còn tiền vẫn sẽ tiếp tục được in ra chứ không có thay đổi gì hết vì lý do đó không có lý do gì mà chúng ta nghĩ là tổng thống nào sẽ ảnh hưởng đến Bitcoin dài hạn được cũng giống như uh, chứng khoán thường vừa chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng thấy được là hôm nay đó thì ngân hàng Standard Charter nghĩ rằng Bitcoin sẽ đạt đỉnh mới vào tháng 8 và 100.000 đô trong năm nay. Thông Ly cũng nghĩ như vậy các bạn, vẫn còn khả năng BTC đạt 150.000 đô trong năm nay. Và để thường chia sẻ clip này rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Bitcoin's probably suffering from the Mount Gox, you know, starting distributions in July. That was a huge overhang for many years. But if I was investing crypto, knowing that one of the biggest overhangs is going to disappear in July, I think it's a reason to actually expect a pretty sharp rebound in the second half. So, I think you know, 150 is still within. God. It's already July 1st. So that's that's. So you're not taking that off the table. That's still a possibility. That's right. các bạn đã nghe thơm chia sẻ nhiều bạn lo sợ về mao Gox trả tiền nhưng mà nhìn cách khác nữa, thì nếu như mao Gox thật sự trả tiền năm nay như là họ nói như là cái thông tin thường chia sẻ thì chúng ta thấy được là cái lý do để khiến thị trường lo lắng hàng năm về maus sẽ tăng biến thì đây thực sự là một cái tin tức tốt dài hạn chứ không phải là xấu dài hạn đâu. đương nhiên trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ có những cái sự dao động giá tùy theo là cái lực mua như thế nào. một điều nữa đó cái clip này không có chia sẻ đó chính là Lee đã nói tới một trong những yếu tố quan trọng để có thể là có lời nhiều dài hạn đó chính là các bạn cần phải có trong thị trường này. các bạn cần phải có tiền đầu tư vào bitcoin hay là chúng ta nói tới chứng khoán thay vì Phần lớn đó, cái sự tăng trưởng hàng năm nó chỉ tăng trưởng trong vòng vài ngày mà thôi các bạn. Có thể nghĩ như thế này, chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin tăng trưởng liên tục trong một thời gian ngắn. Rồi sau đó giá lại đi hàng ngàn 3 tháng qua các bạn và thậm chí có thể đi hàng ngàn tới 6-7 tháng. Rồi sau đó lại có một sự tăng trưởng nữa rồi lại đi ngang các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là hàng năm chúng ta nhìn vào chứng khoán, nhìn vào Bitcoin chúng ta đều có những ngày mà sẽ có những cái sự tăng trưởng mạnh và nếu như những ngày đó mà các bạn không có mặt trong thị trường các bạn không có tiền đang đầu tư đó thì các bạn bỏ lỡ những ngày đó thì cái phần trăm tăng trưởng của các bạn bị yếu đi rất là nhiều cho nên thời gian trong thị trường quan trọng hơn là thời điểm ra vào thị trường của các bạn và đó cũng là lý do tại sao mà các bạn nhìn thấy được nhiều người có thể là trade hàng ngày có lời hàng ngày nhưng mà cái số tiền lớn có được là không phải là trade hàng ngày các bạn mà cái số tiền lớn có được là những người mà họ đã mua nhiều năm trước rồi họ giữ tới bây giờ các bạn đương nhiên các bạn nhìn thấy được là cái ví này đã có từ năm 2011 các bạn thì không biết ai là chủ cái ví này nhưng mà cái tay người này chắc chắn là đại mình hand rồi tại vì các bạn nhìn thấy được từ năm 2011 tới bây giờ cuối cùng họ mới di chuyển cái số lượng bitcoin này và họ đã mua từ lúc bitcoin chỉ có hai đô các bạn và họ di chuyển ở mức là 60.000 đô cái số lượng họ mua bây giờ đã đáng giá lên tới là 2 triệu mốt đô la các bạn Trong khi mà cách đây nhiều năm, đó, năm 2011 họ chỉ trả có 66 đô để mua số lượng Bitcoin này mà thôi Đúng là một diamond hand đó các bạn Và một dẫn chứng khác nữa chúng ta nhìn thấy được hôm nay có nhiều cái bài báo nói là Steve Ballmer đã qua mặt Bill Gates trở thành người giàu có nhất ở trong cái số lượng người lưu trữ cổ phiếu Microsoft các bạn. Steve Ballmer trước đây đó là người hỗ trợ cho Bill Gates các bạn. Cả hai là đến từ công ty Microsoft. Thì các bạn thấy được là Bill Gates thì đã bán bớt một số cổ phần và đa dạng hóa. Thì cái đó cũng không nhiều là xấu các bạn. Nhưng mà cái thằng muốn chỉ ra đây đó là Steve Ballmer thì lại là một người mà không đa dạng hóa. Ông tiếp tục lưu trữ nhiều cổ phần của Microsoft và gần đây Microsoft đã tăng trưởng các bạn tại vì liên quan tới AI khiến cho Steve Ballmer đã có tài sản còn nhiều hơn cả Bill Gates thì bây giờ ho đồ dài hạn không phải lúc nào cũng là ý kiến hay các bạn nhưng mà khi các bạn ho đầu đúng tài sản đó thì đó lại là cánh cửa để có những cái sự đột phá trong phương diện tài sản và cho dù chúng ta vừa trải qua tháng 6 là một tháng mà có nhiều tin tức và giá cũng đã giảm trong tháng 6 các bạn nhưng mà chúng ta vẫn kết thúc cái tháng 6 mới đây với dòng tiền Bitcoin ETF là dương 789 triệu đô la các bạn các bạn thấy được đây là cái thông tin đến từ Bloomberg một tháng qua chúng ta vẫn có dòng tiền dương là 789 triệu cho dù chúng ta đã có gần 2 tuần có lực bán nhưng mà có một điều đó dòng tiền nó thì không vấn đề gì các bạn nhìn thấy được là mỗi lần chúng ta có cái lực mua thì nó rất là lớn còn lực bán thì không có là bao nhiêu nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái điều quan trọng hơn đó chính là cái volume giao dịch dòng tiền vào Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ đã phần lớn đã chững lại rồi các bạn không thấy lượng tiền lớn đổ vào nhưng mà cũng không thấy lượng tiền lớn rút ra nữa. Tổng số vốn hóa vào các quỹ Bitcoin ETF kể từ khi ra mắt đạt cái mức rất khả quan là 14.7 tỷ. Nói chung là chúng ta cũng đã nghe nhiều thông tin. Đây là một kỷ lục các bạn cho thị trường ETF. Bitcoin Spot ETF đã tạo ra nhiều kỷ lục là những cái quỹ mà có số tiền nhanh nhất mà nhiều nhất. Tuy nhiên cái khối lượng giao dịch đang trên đà giảm xuống các bạn nhìn thấy được là đây là cái khối lượng giao dịch chung của những cái quỹ ETF này rất rõ ràng là từ tháng 3 tới bây giờ đã Càng ngày cái khối lượng giao dịch Nó càng ít hơn các bạn Và đã lâu rồi từ giữa tháng 5 tới bây giờ Chúng ta không có ngày nào mà đạt được cái mức 3 tỷ đô la giao dịch hết Có nghĩa là giá đi ngang Không những là khiến nhiều bạn cảm thấy chán Mà những nhà đầu tư full war cũng thấy chán các bạn Cho nên chúng ta mới không có nhiều volume như vậy Nhưng mà đầu tư Nhất là đầu tư dài hạn chán là tốt đó các bạn và chúng ta cũng thấy được một điều nữa Gần đây đã, cái lực bán rõ ràng là đến từ Coinbase Chúng ta nhìn vào một chỉ số mà lâu rồi không có nhìn Đó chính là Coinbase Premium Gap các bạn Thì hiểu đơn giản đó Đây là chúng ta nhìn vào giá của Bitcoin trên sàn Coinbase So sánh với là giá của Bitcoin trên những sàn khác Xem coi là cao hay là thấp các bạn Nếu như chúng ta có nhiều cái lực mua ở trên sàn Coinbase giống như là đến từ những cái quỹ ETF đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái biểu đồ này sẽ chuyển thành màu xanh, có nghĩa là chúng ta được là lực mua nhiều trên sàn Coinbase dẫn đến giá của Bitcoin trên sàn Coinbase cao hơn những sàn khác một chút. Và ngược lại khi mà có lực bán nhiều trên sàn Coinbase sẽ dẫn đến là giá trên sàn Coinbase sẽ thấp hơn những sàn khác một chút các bạn và chúng ta nhìn thấy được là từ cái thời điểm tháng 6 tới bây giờ chúng ta đã nằm trong cái vùng màu đỏ đây rồi các bạn và đã lâu rồi chúng ta không thấy là chúng ta nằm trong vùng màu đỏ lâu như vậy và sâu như vậy có nghĩa là chúng ta đang chứng kiến nhiều lực bán trên sàn Coinbase nếu chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này đó trong vòng một năm qua thì các bạn có thể dễ dàng nhìn ra được là mỗi lần mà cái đường này chuyển thành màu xanh lá cây các bạn giống như chúng ta nhìn thấy được là có nhiều lực bán mỗi lần chuyển thành màu xanh lá cây đây chúng ta lại bắt đầu có một cái sự tăng trưởng giá cả tiếp tục và nó đã xảy ra nhiều lần rồi thì chúng ta có thể đang chứng kiến lực bán mạnh trên sàn Coinbase nhưng mà cho dù là như vậy cho dù có bao nhiêu tin tức xấu trong tháng vừa rồi chúng ta vẫn thấy được là giá Bitcoin vẫn trụ được cái mức bây giờ là 62.000 đô đương nhiên thấp hơn so với cái mức đỉnh là 73.800 đô hồi tháng 3 cách đi 3 tháng nhưng mà các bạn thấy được là 62.000 vẫn là một cái mức rất là tốt trong lịch sử của BTC. Chỉ là bây giờ đó, tâm lý nó lại còn thấp hơn <laughs> lúc Bitcoin 40.000 đô nữa các bạn. Chúng ta bây giờ chỉ chờ cái đường này chuyển sang màu xanh mà thôi. Nghĩa là lực bán trên sàn Coinbase sẽ giảm dần. Nhưng mà không biết khi nào các bạn. Và Thuận cũng thấy cái thông tin à, được chia sẻ bởi Bitcoin Magazine các bạn. thì Thông tin này nói là ở Costa Rica à, đã có tổng cộng là 380 địa điểm thương mại chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và thần cũng tò mò muốn xem coi là ở Cali đó thì có bao nhiêu nơi các bạn thì thực sự Cali lớn hơn Costa Rica rất là nhiều nhưng mà các bạn nhìn thấy được là ở Cali đó thì có 400 công ty chấp nhận thanh toán bằng crypto trực tiếp cái đó là trực tiếp mà thôi các bạn chứ còn nếu các bạn lên trên mạng đó các bạn mua sắm online thì các bạn nhìn thấy được là có vô số những công ty chấp nhận các bạn thanh toán trực tiếp online giống như chúng ta nói tới là Microsoft, AT&T, Burger King, KFC, Overstock, Subway, Twitch, rất nhiều công ty chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin trên mạng các bạn chỉ là nếu các bạn tới những cái địa điểm đó thì dựa theo trang web này được thống kê bởi Crypto.com cho năm nay là có 400 địa điểm ở Cali các bạn có thể tới trực tiếp sử dụng Bitcoin và những điểm này đó là các bạn có thể là vào tiệm nail các bạn có thể là đi ăn sushi đều có hết các bạn thậm chí là sửa xe cũng có nơi chấp nhận thanh toán bằng crypto luôn chúng ta bây giờ hãy xem coi tình hình của Bitcoin Smart ETF hôm nay ra sao thì chúng ta nhìn thấy hôm qua là một ngày mà có thông tin rất là trễ nhưng mà tới cuối cùng đó chúng ta đã có dòng tiền dương các bạn 129 triệu, tiếp tục là một ngày có dòng tiền dương, chúng ta đã có dòng tiền dương liên tục một tuần rồi. 5 ngày giao dịch các bạn và chúng ta nhìn thấy được hôm nay đó thì dòng tiền đang âm là 27.8 triệu thì chúng ta có quỹ bán, có quỹ mua các bạn chúng ta có chủ yếu quỹ bán là đến từ Grayscale, GBTC, họ bán 32 triệu nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thống kê cuối cùng từ BlackRock thì BlackRock đó thường các bạn thấy được là gần đây là con số 0 lâu lâu lại có một cái sự bất ngờ như là các bạn nhìn thấy là tuần vừa rồi lại có 82 triệu không biết hôm nay như thế nào chúng ta cần 28 triệu thì con số này sẽ chuyển thành con số dương các bạn chúng ta chỉ chờ thông tin từ BlackRock mà thôi khi nào mà có tin tức thuận sẽ chia sẻ với các bạn và đây là tất cả những thông tin mà thuần muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit, okx, xm, binance Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng bằng nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn